năm 2017, độ màn hình gì anh em? À, chắc là nhiều anh em đang sử dụng những cái dòng xe năm 2015, 16, 17 ấy, thì là đang phân vân là không biết có nên thay màn hình hay không, và nên thay loại nào, và có thay được cái màn hình 9 inch hay không ạ. Đấy, thì hôm nay em xin giải đáp tất cả những cái thắc mắc của anh em. Đó là những cái dòng xe sinh năm 2015, 16, 17, cái màn ở bên dưới này nó chưa phải cái màn bên trên, thì vẫn có thể lắp được cái màn hình 9 inch với cái mặt dưỡng như thế này nhá. Anh em nhìn đó, nhìn cũng như gần như zin đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Đó, sẽ nó có sẽ mặt dưỡng riêng, dây rắc riêng dành cho sinh năm những cái dòng 2015 đến 2017. Và đây là màn hình 9 inch, những cái dòng màn hình phổ thông. Thì sau khi lắp đặt xong thì nó sẽ có cái giao diện như thế này, đầy hiện đầy đủ cái thông tin, ví dụ như là nhiệt độ ngày hôm nay này, vị trí thái nguyên này. Đấy, ngày giờ có cả âm lịch, có cả dương lịch. Camera hành trình ghi hình đằng trước này, cam lùi AHD này, siêu nét. Đó, khi mà lắp đặt một bộ màn hình đầy đủ như vậy. Nghe nhạc trực tuyến trực tiếp trên YouTube. Đấy. TV 360. Tất cả đầy đủ cả. Đấy. Đó. Và thao tác trực tiếp các cái phím ở trên vô lăng nữa, và có thêm phần mềm ra lệnh giọng nói cũng ở trên vô lăng luôn. Em sẽ test cho mọi người xem. Mở video nhạc Mỹ Tâm. Đó. Đây. Anh em xem trực tuyến nhá, online ấy, kết nối qua sim 4G hoặc là kết nối qua wifi. Đó, những anh em nào đang sử dụng những cái dòng xe Mazda sinh năm từ 2015 đến 2017 cần nâng cấp cũng như là tham khảo lắp đặt màn hình Android M10 qua Gala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhá.